Hello, and welcome you all to our lesson today. My name is Thu. I am teaching at Trần Nguyên Hãn School in Vũng Tàu now. And today, I will introduce you a new grammar point, inversions. Các em thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta không tránh khỏi mắc phải những sai lầm. Và khi chúng ta mắc một lỗi lầm nào đó, chúng ta đưa ra một lời hứa. Trong tiếng Anh, chúng ta sẽ nói I will never do this again. Tuy nhiên, để nhấn mạnh hơn lời hứa này, chúng ta có thể nói cách khác. Never will I do this again. Trong trường hợp này, trạng từ never được đặt lên đầu câu và cấu trúc câu thay đổi thành giống như cấu trúc câu hỏi. Đây chính là đảo ngữ nội dung mà cô muốn giới thiệu với chúng ta ngày hôm nay. Vậy Chúng ta bắt đầu tìm hiểu cụ thể inversion là gì nhé. What is inversion? Đảo ngữ là việc đảo trật tự thông thường của các từ ngữ trong một câu, nó giống như dạng câu hỏi vậy. Now, let's look at an example. I rarely eat dinner after 7 o'clock. And we have inversion. Rarely do I eat dinner after 7 o'clock. Ở đây chúng ta thấy trạng từ rarely được đảo lên đầu và đây là thì hiện tại đơn. Chúng ta dùng trợ động từ do để lên trước chủ ngữ. Như vậy, trật tự trong câu đã thay đổi. Vậy, đảo ngữ có tác dụng như thế nào? What is inversion used for? đảo ngữ được dùng để nhấn mạnh và nó có tác dụng làm đa dạng cách diễn đạt câu văn và lời nói của chúng ta trong bài ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu với chúng ta một số trường hợp đảo ngữ thông thường mà chúng ta thường gặp trường hợp thứ nhất negative adverbs and negative expressions cách trạng từ chỉ sự phủ định và cụm từ chỉ sự phủ định. Number 2, cấu trúc no sooner than, hardly, scarcely, barely when. Ngay sau khi thì Number three, các cụm từ đi với only và not until. Và trường hợp cuối cùng là câu đảo ngữ dùng điều kiện ba. Now, let's start with the first one. Negative adverbs and negative expressions những trạng từ chỉ sự phủ định và cụm từ chỉ sự phủ định. Now look at the first one. Never seldom rarely scarcely hardly ever đây là những trạng từ chỉ sự thường xuyên mà chúng ta rất hay gặp thứ nhất never không bao giờ các cụm từ còn lại có nghĩa là hiếm khi chúng ta hãy xem tiếp nhé at no time in no way under no circumstances at no time không bao giờ in no way không đời nào under no circumstances dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không little nowhere not no longer đây tất cả đều là những từ chỉ sự phủ định và cuối cùng là cấu trúc Not only but also. Now have a look at the example. We can no longer see such a device in our modern life. chúng ta không còn thấy một thiết bị như vậy trong cuộc sống hiện đại của chúng ta nữa. như vậy chúng ta thấy trong câu này có cụm từ chỉ sự phủ định là no longer. khi dùng đảo ngữ chúng ta sẽ chuyển no longer lên đầu câu. Sau đó, chúng ta dùng cấu trúc câu giống như cấu trúc câu hỏi. Ở trong trường hợp này chúng ta có động từ khiếm khuyết là can và chúng ta đặt động từ khiếm khuyết can lên trước chủ ngữ là we. So we have no longer can we see such a device in our modern life. Now, let's look at another example. An seldom gets up late. An hiếm khi thức dậy trễ. chúng ta thấy có trạng từ seldom và chúng ta đưa trạng từ seldom lên đầu câu để chúng ta đảo và chúng ta thấy trong câu động từ gets chia thì hiện tại đơn do đó chúng ta sẽ có câu seldom does an get up late chúng ta mượn trợ động từ does của thì hiện tại đơn đảo lên trước chủ ngữ Như vậy chúng ta có thể thấy là gì? Sau những trạng từ và những cụm từ chỉ phủ định này, chúng ta đảo ngữ ở phía sau. Now we go on with number two. Cấu trúc no sooner đi với than, hardly, scarcely, barely đi với when. Cấu trúc này có nghĩa là ngay sau khi chúng ta làm một việc gì đó thì một việc gì khác xảy ra. Now have a look at the example. We had no sooner arrived than the meal was served. chúng tôi vừa mới đến thì bữa ăn được phục vụ ở đây chúng ta thấy có cụm từ no sooner chúng ta đưa lên làm đảo ngữ và chúng ta có câu No sooner had we arrived than the meal was served. Chúng ta thấy đằng sau no sooner chúng ta cũng dùng động từ đảo lên trước chủ ngữ giống như cấu trúc câu hỏi đúng không nào? Now, another example. I had hardly shut my eyes when my mobile phone rang. Chúng ta thấy trạng từ hardly ở đây và theo cấu trúc đảo ngữ thì chúng ta làm việc gì? À, chúng ta sẽ đưa trạng từ Hartley lên đầu. Sau đó chúng ta sử dụng cấu trúc giống như cấu trúc câu hỏi, phải không? Và ta có câu Hartley had I shut my eyes when my mobile phone rang. Như vậy, từ hai ví dụ trên, chúng ta đưa ra kết luận gì? Đằng sau cấu trúc no sooner, Hartley Barely chúng ta sử dụng thì past perfect quá khứ hoàn thành. Had, subject and past participle. No sooner thì đi với done. còn hardly, barely, scarcely thì đi với when. sau đó là một cụm dùng thì quá khứ đơn. Các em đã rõ chưa nào? Và chúng ta sẽ đi tiếp trường hợp tiếp theo, các cụm từ đi với only và not until. Now, look at A. Trường hợp đầu tiên, only when chỉ khi, only by chỉ bằng cách, only if chỉ nếu, only after chỉ sau khi. Only then and only later chỉ sau đó. Now have a look at the example. Lisa only managed to open her eyes when the plane had landed. Lisa chỉ có thể mở được mắt ra khi mà máy bay đã hạ cánh. Như vậy chúng ta thấy ở đây có từ only và vế sau có mệnh đề trạng ngữ when the plane had landed. Chúng ta sẽ dùng only kết hợp với mệnh đề trạng ngữ này đưa lên đầu để đảo và chúng ta có câu Only when the plane had landed, did Lisa manage to open her eyes. Như vậy chúng ta thấy only phải kết hợp với một cái mệnh đề phụ ở phía sau này, sau đó chúng ta mới đảo ngữ ở mệnh đề chính. Và ở đây mệnh đề chính người ta chia động từ manage ở thì quá khứ đơn. Chúng ta dùng trợ động từ đứt để đảo, phải không nhỉ? Now, let's go on with not until. Have a look at the example here. I cannot make a decision until I have spoken to everyone. Tôi không thể nào đưa ra quyết định cho đến khi tôi đã nói chuyện xong với mọi người. Ở đây chúng ta thấy có từ chỉ sử phủ định là not và cụm trạng ngữ until I have spoken to everyone. Như vậy, ta sẽ kết hợp not với mệnh đề trạng ngữ until I have spoken to everyone đưa lên đầu. Sau đó chúng ta dùng đảo ngữ và chúng ta sẽ có câu Not until I have spoken to everyone can I make a decision như vậy chúng ta thấy chưa nhỉ cụm từ not until kết hợp với một mệnh đề sau đó chúng ta đảo ngữ ở mệnh đề chính như vậy sau hai trường hợp cô vừa đưa ra chúng ta thấy là gì các cụm từ đi với only và not until khi chúng ta đưa lên đầu chúng ta đảo ngữ thì chúng ta đảo ngữ ở mệnh đề mệnh đề nào nhỉ? Mệnh đề chính. Now we go on with number 4, third conditionals, câu điều kiện 3. Now let's look at an example with third conditional. If there had been a telephone nearby, I would have called the police. Đây là câu điều kiện 3. Vậy chúng ta sẽ đảo câu điều kiện 3 này như thế nào? Now, look at here. Had there been a telephone nearby, I would have called the police. Như vậy, chúng ta nhận thấy gì? Chữ if ở trong câu điều kiện bị biến mất. Và chúng ta dùng động từ hẹn đảo lên trước chủ ngữ. Vậy, chúng ta nhớ rằng khi chúng ta đảo câu điều kiện 3, thì chúng ta bỏ if đi, sau đó chúng ta đảo câu về giống như cấu trúc câu hỏi. Chúng ta vừa học xong bốn trường hợp đảo ngữ mà chúng ta thường gặp. Và bây giờ để củng cố lại bài, chúng ta hãy làm một số bài tập nho nhỏ sau đây nhé. Now look at exercise 1. Rewrite the sentences using inversions. Chúng ta viết lại câu sử dụng các trường hợp đảo ngữ. Now, let's begin with number one. We cannot watch TV until the guests have left. Ở đây người ta yêu cầu chúng ta dùng not until. Chúng ta nhớ lại chưa nào? Ở đây chúng ta thấy có chữ not và chúng ta đưa mệnh đề trạng ngữ until the guests have left lên đầu và sau đó chúng ta đảo ngữ dùng giống như cấu trúc câu hỏi và chúng ta có câu not until The guests have left. Can we watch TV? Now we go on with number two. She was not only demanding but also rude. chúng ta nhìn câu này người ta yêu cầu chúng ta đảo ngữ với gì nào. người ta yêu cầu chúng ta dùng not only đưa lên đầu câu như vậy các em hãy dùng câu đảo ngữ phía sau đi nhé câu này rất đơn giản đúng không nào và câu trả lời sẽ là Not only was she demanding but also rude now go on with number three we only remembered her name after she had left ở câu này người ta yêu cầu chúng ta đảo ngữ dùng only và chúng ta nhớ only và not until chúng ta phải kết hợp với mệnh đề chỉ thời gian ở phía sau để đảo ngữ đúng không nhỉ? Và mệnh đề đằng sau after là mệnh đề gì đây? She had left. Như vậy chúng ta phải đưa cụm từ she had left lên sau after đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có câu là Only after she had left did we remember her name. Ở đây chúng ta thấy là động từ remember chia thì quá khứ đơn như vậy chúng ta sẽ đảo phải dùng did we remember. Now, number four. He never suspected that she was a witch. anh ấy không bao giờ nghi ngờ rằng cô ta lại là một mụ phù thủy. Ở đây tại sao người ta lại yêu cầu chúng ta dùng at no time mà không dùng never? Đây là một cái trường hợp đồng nghĩa nhé tụi em. Never bằng nghĩa với at no time. Chúng ta thấy có chữ no này cũng là một cụm từ chỉ sự phủ định đúng không? At no time nó sẽ thay thế cho never. Và như vậy chúng ta đảo được chưa nào? Đáp án của câu này sẽ là At no time did he suspect that she was a witch. Chúng ta lưu ý nhớ thì để chúng ta đảo cho phù hợp nhé. Number five. He had hardly left the office when the telephone rang. Bây giờ ở câu này người ta yêu cầu chúng ta dùng cấu trúc no sooner. Và chúng ta nhìn ở câu đề. He had hardly. Ở đây người ta lại dùng trạng từ hardly mà người ta lại bắt chúng ta đổi thành no sooner. Chúng ta nhớ lại hardly bằng với cấu trúc no sooner. Nhưng hardly thì đi với mệnh đề trạng ngữ when ở phía sau. Còn no sooner thì phải đi với gì các em nhớ không? cái chữ sooner này nó giống như so sánh hơn do đó chúng ta phải dùng với chữ then ở phía sau và chúng ta có cấu trúc câu đảo ngữ phía sau là had he left the office then the telephone rang and the last one if i had realized what would happen i couldn't have accepted the job đây là câu gì tụi em nhìn thấy chưa? Chúng ta thấy có chữ if đứng đầu, chính là câu điều kiện, phải không nào? Và đây là câu điều kiện 3. Chúng ta nhớ lại xem, muốn đảo câu điều kiện 3, chúng ta sẽ phải làm gì? À, chúng ta sẽ bỏ if đi, đồng thời chúng ta đưa động từ hết lên trước chủ ngữ. Và đáp án câu này là Had I realized what would happen, I couldn't have accepted the job. Bài tập tiếp theo mà cô muốn giới thiệu với các em là các câu có xuất hiện trong các đề thi quốc gia của những năm vừa qua chúng ta hãy làm thử xem nhé. Exercise 2 Circle the best answer for each sentence. Now look at here. Mary left home to start an independent life. She realized how much her family meant to her. Mary rời khỏi nhà để bắt đầu một cuộc sống độc lập. Cô ấy nhận ra gia đình có ý nghĩa như thế nào đối với cô ấy. Cô bật mí với các em, trong hai câu kết hợp mệnh đề ở trong đề thi quốc gia sẽ có một câu sử dụng đảo ngữ và đây là những ví dụ dùng đảo ngữ đó. Như vậy khi chúng ta gặp hai câu này thì chúng ta sẽ chọn một câu mà người ta dùng đảo ngữ để chúng ta loại cho nhanh nhé. Nào, chúng ta hãy nhìn lựa chọn A. To realize how much her family meant to her, Mary decided to leave home to start an independent life. Câu này chúng ta thấy người ta để mệnh đề chỉ mục đích lên đầu để nhận ra gia đình có ý nghĩa như thế nào đối với mình mary quyết định sống một đời sống độc lập như vậy chúng ta phân tích câu này thấy không giống với nghĩa của câu gốc do đó chúng ta loại ra now b mary left home to start an independent life with a view to realizing how much her family meant to her mary rời khỏi nhà để bắt đầu sống một cuộc sống độc lập với mục đích là ở đây chúng ta có cụm từ with a view to cộng với động từ ở phía sau thêm in có nghĩa là với mục đích là thì nó cũng giống như là ở lựa chọn A đúng không? Do đó cả hai lựa chọn này đều không chính xác. Và chúng ta xem tiếp lựa chọn C nhé. Not until Mary had left home to start an independent life Did she realize how much her family meant to her. Cấu trúc mà cô vừa dạy với chúng với với các em đó là not until và sau đó chúng ta đảo ngữ ở mệnh đề chính và chúng ta xem câu này có đúng nghĩa với câu gốc không nhé. Mãi đến khi Mary rời khỏi nhà để bắt đầu một cuộc sống độc lập thì cô ấy mới nhận ra gia đình có ý nghĩa như thế nào đối với cô ấy. Như vậy hợp với câu gốc đúng không nào? Như vậy lựa chọn này sẽ có thể là một lựa chọn chính xác. Tuy nhiên chúng ta hãy tiếp tục với lựa chọn D nhé. Chỉ khi Mary nhận ra cuộc sống gia đình có ý nghĩa như thế nào, cô ấy mới rời khỏi nhà để bắt đầu sống một cuộc sống độc lập. Như vậy, nghĩa của câu này không giống với nghĩa của câu gốc, do đó chúng ta loại đi và lựa chọn chính xác ở đây phải là lựa chọn C. Đây là một câu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, mã đề 401. Nào chúng ta tiếp tục với câu số 2. Câu số 2 này được trích trong đề thi quốc gia năm 2018, mã đề 403. Now look at here. His friends supported and encouraged him. He did really well in the competition. chúng ta xem nghĩa của câu này nhé. bạn của anh ấy ủng hộ và khuyến khích anh ấy. anh ấy đã làm tốt trong cuộc thi. như vậy ở đây cả hai câu đều có nghĩa tốt đúng không nhỉ bởi vì bạn bè đã ủng hộ, do đó anh ta, đã, anh ta đã làm tốt trong kỳ thi. Và chúng ta xem các lựa chọn ở đây người ta đưa ra là gì, gì nhé? Câu A If his friends had given him support and encouragement, he could have done really well in the competition. Chúng ta thấy câu này người ta dùng điều kiện loại 3 và chúng ta lưu ý khi dùng điều kiện 3. Câu điều kiện bao giờ cũng trái ngược với thực tế, đúng không? Như vậy ở đây thực tế là bạn bè đã ủng hộ thì chúng ta không thể nào nhắc lại là nếu bạn bè ủng hộ được. Như vậy lựa chọn A là chúng ta sẽ loại ra. Ở câu B, chúng ta thấy no matter how much his friends supported and encouraged him He couldn't do well in the competition. Cấu trúc no matter how là cấu trúc mặc dù. Mặc dù để nói về sự trái ngược. Do đó ở câu này chúng ta thấy hồi nãy cả hai vế đều có nghĩa tốt vì việc này cho nên dẫn đến việc kia do đó không phải là cấu trúc mặc dù. vậy chúng ta cũng có thể loại câu này ra. chúng ta hãy nhìn lựa chọn c nhé such were his friends support and encouragement that he couldn't do really well in the competition có nghĩa là bạn bè của anh ấy ủng hộ và khuyến khích anh ấy nhiều đến nỗi mà anh ấy không thể nào làm tốt trong cuộc thi được. Như vậy khác với nghĩa của câu gốc, do đó câu này chúng ta cũng có thể loại ra được. Và chúng ta xem lựa chọn D nhé. Lựa chọn D tôi em nhìn thấy hat đưa lên trước vậy đó là đảo của điều kiện 3 và cô đã nhắc với các em là khi chúng ta dùng điều kiện 3 tức là phải trái ngược với sự thật do đó sự thật ở khẳng định ở câu gốc supported biến thành phủ định thành not và vế sau cũng vậy he did là khẳng định thì phía sau cũng phải trái ngược với nó là phủ định lựa chọn D là chính xác nhất Chúng ta tiếp tục với câu số 3. Câu số 3 được trích trong mã đề thi 422 đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Now let's have a look. The coach changed his tactics in the second half. His football team won the match. Chúng ta xem nghĩa của câu này nhé. Huấn luyện viên thay đổi chiến thuật trong hiệp 2 và đội bóng của ông ta đã giành thắng thắng trận. Như vậy sự thật ở đây là huấn luyện viên thay đổi và đội bóng đã thắng trận, như vậy chúng ta hãy xem lựa chọn A nhé. But for the coach change of tactics in the second half, his football team could have won the match. Ở đây chúng ta có but for nếu không vì, đây cũng là một cấu trúc của câu điều kiện. Nếu không vì sự thay đổi chiến thuật của huấn luyện viên trong hiệp 2 thì đội bóng đã có thể giành chiến thắng, như cô đã nói hồi, hồi nãy. Khi chúng ta dùng câu điều kiện thì nó phải trái ngược với sự thật. Ở đây động từ won là đã thắng rồi thì không thể nào vẫn khẳng định là thắng được nữa. Do đó, lựa chọn A là sai. Chúng ta hãy đến với lựa chọn B. Only if the coach had changed his tactics in the second half could his football team have won the match. Ở đây người ta dùng chữ only lên đầu và chúng ta nhớ only lên đầu là chúng ta đảo phải không nào và chúng ta phải xem nghĩa của nó nữa nhé. Câu này có nghĩa là chỉ nếu như huấn luyện viên thay đổi chiến thuật ở hiệp 2 nhưng mà trong thực tế là huấn luyện viên đã thay đổi rồi Như vậy chúng ta cũng có thể loại câu này ra được Chúng ta hãy xem lựa chọn C Had it not been for the coach change of tactics in the second half His football team couldn't have won the match Ở câu này chúng ta thấy động từ had đặt lên đầu câu và chúng ta nhớ khi có động từ hét đặt lên đầu câu, chính là đảo của điều kiện 3, đúng không? Và xem nghĩa của câu này có phù hợp với nghĩa của câu gốc không nhé? Nếu không vì sự thay đổi chiến thuật của huấn luyện viên trong hiệp 2, thì đội bóng sẽ không thể giành chiến thắng. Như vậy, chúng ta thấy về mặt ngữ pháp, ở phía trên câu gốc là câu khẳng định, ở phía dưới biến thành phủ định, ở vế chính, ở trên câu gốc có động từ won là khẳng định ở câu điều kiện thành câu phủ định do đó phù hợp về nghĩa và đáp án của câu này chính là lựa chọn C. Chúng ta hãy đến với câu cuối cùng trong bài học hôm nay nhé. Olga handed in her exam paper. She then realized that she had missed one question. Olga nộp bài thi sau đó cô ấy mới nhận ra rằng cô ấy bỏ lỡ một câu như vậy ở câu này chúng ta xem các lựa chọn như thế nào nhé câu a having realized that she had missed one question Olga handed in her exam paper ở đây người ta dùng rút gọn sau khi cô ấy bỏ lỡ một câu hỏi thì Olga nộp bài như vậy không phù hợp với nghĩa của câu gốc do đó lựa chọn a là sai lựa chọn b not until Olga handed in her exam paper did she realize that she had missed one question mãi đến khi Olga đã nộp bài thi thì cô ấy mới nhận ra rằng cô ấy bỏ lỡ một câu và ở đây người ta dùng đảo ngữ với not until tụi em thấy không? Và chúng ta xem nghĩa của câu có phù hợp với nghĩa của câu gốc không nhé? Chúng ta để đó và chúng ta xem lựa chọn C. Had Olga realized that she had missed one question, she wouldn't hand in her exam paper. Ở đây người ta dùng đảo của câu điều kiện. Và chúng ta thấy ở câu gốc người ta chia thì quá khứ. Do đó đây là câu điều kiện 3 nhưng ở mệnh đề chính chúng ta lưu ý thấy người ta lại dùng điều kiện 2. Do đó lựa chọn này không chính xác. Chúng ta tiếp tục với lựa chọn D. Only after Olga realized that she had missed one question, did she hand in her exam paper. Chỉ khi Olga nhận ra rằng cô ấy bỏ lỡ một câu hỏi thì cô ấy mới nộp bài như vậy câu này cũng không chính xác với nghĩa của câu gốc và lựa chọn chính xác ở câu này phải là lựa chọn b và để có thể tìm hiểu thêm và luyện tập thêm bài tập về inversion cô giới thiệu với các em link để làm bài tập cô vừa giới thiệu cho các em một số trường hợp đảo ngữ mà chúng ta thường gặp ở trong các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Còn một số trường hợp khác thì chúng ta sẽ gặp lại trong các bài học tiếp theo. Cô hy vọng bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em phần nào trong việc ôn tập kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Hẹn gặp lại các em. Goodbye and see you again.